Vâng, xin chào mừng quý vị bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiến Xe Tải Hà Nội. Thì ở trong những cái video của tôi, trong cái kênh YouTube của tôi đã có rất nhiều những cái video nói về cái sản phẩm Terra 345L của nhà máy Dehan rồi. Đó, một sản phẩm là tải phân khúc là 3,5 tấn và nó có thùng dài lên đến là 6,2 m. Đó, nó chuyên để chở những cái mặt hàng công kênh. Thì ở trong những video của tôi đã có rất nhiều những phiên bản thùng kín này, thùng muối bạt này, cũng như là thùng pallet. Thì thật may là ở ngay hôm nay thì đã có những tôi đã có tận 4 cái sản phẩm, 4 cái bản thùng ngay ở công ty Autotero chúng tôi đây. Đó, từ phiên bản thùng kín này, thùng lửng này, thùng muối bạt và thùng pallet. Đó, thì bây giờ thì trong video hôm nay tôi sẽ báo giá luôn về từng sản phẩm một. Đó, thì đầu tiên về phiên bản là thùng kín. Thì như bạn có thể thấy thùng kín thì nó sẽ giới hạn cái chiều cao. Các bạn muốn cái chở những cái mặt hàng mà quá cao, đấy, cao hơn so với cái thùng thì lại không được. Đó, thì cái phiên bản thùng kín này thì chuyên để chở những cái mặt hàng như cái đồ khô này, khô thực phẩm này, cũng như là đồ điện tử, linh kiện điện tử. Thì để tránh những cái mưa nắng của thời tiết thì cái phiên bản thùng kín đây sẽ là phiên bản thùng kín của nhà máy sẽ là có giá là 515 triệu là giá nguyên xe. Đó. Tiếp đến với phiên bản thùng lửng thì cái phiên bản thùng lửng này thì cũng khá là, để mà nói thì khi mà chúng tôi bán tầm 10 cái xe thì chỉ có là một cái xe là thùng lửng rồi. Cái xung lửng này nó rất là hiếm khách. Đó. Nếu mà các bạn muốn chở mặt hàng tốt hơn thì nên lấy cái phiên bản thùng muối bạc. Còn cái thùng lửng này thì chỉ có một số anh em yêu cầu thì mới đặt thôi. Đó. Terra 345L phiên bản thùng lửng này có giá là 505 triệu nhá. Và những chiếc xe tải này thường thì ở những cái đại lý hoặc là những cái hãng xe như Hyundai hay là Isuzu thì đặt xe mất rất nhiều thời gian, có khi là từ 2 đến 3 tháng mới có xe. Còn về đại lý Tây Đô của chúng tôi, cái xe Terra 345 này thì đặt xe chỉ từ mất từ 15 đến 20 ngày là có rồi. Tiếp đến về phiên bản thùng muối bạc thì chiếc xe thùng muối bạc thì nó đã quá là chuyên dụng rồi. Đó, các anh em đều biết là mua một chiếc xe thùng muối bạc thì các bạn hoàn toàn có thể nâng sắt xô lên, chở thêm được hàng cũng như là những cái đồ mà nó có quá cao so với cái thùng thì vẫn có thể nâng sắt xô lên để chở được. Thì với phiên bản xe Terra 345 thùng muối bạc thì có giá hiện tại bây giờ đang là 510 triệu. Đó, giá nguyên xe. À, tiếp đến tôi muốn nói về, trong cái video này là phiên bản xe Terra 345 phiên bản thùng kín pallet. Thì hiện tại cái xe Terra 345 phiên bản thùng kín pallet này có rất ít đại lý có hồ sơ và ra được phiếu của cái thùng kín pallet này. Đó, chỉ riêng đại lý Tây Đô của chúng tôi là ở miền Bắc này, là chỉ riêng đại lý Tây Đô của chúng tôi làm được thôi. Đó, chúng tôi ra được phiếu của thùng kín pallet này và nó có chiều cao của thùng lọt lòng thùng lên đến là 2,5 m. Đó, dài là 6,38 m và rộng là 1,98 m. Về thể tích thì cái phiên bản thùng kín pallet này nó lên đến là 32 khối cơ. À, tất nhiên là cái xe thùng kín pallet này, làm cái thùng kín pallet này không chỉ để dùng để chở pallet mà các bạn hoàn toàn có thể chở bất kỳ mặt hàng nào khác. Đó, chúng tôi chỉ lấy hồ sơ là thùng kín pallet thôi. Chiếc xe tải Terra 345L phiên bản thùng kín pallet sẽ có giá là 570 triệu. Đó, đó giá nguyên xe. À, thì bây giờ chúng ta hãy ra xem đằng sau của những chiếc thùng này để tôi có thể phân tích rõ hơn về những cái ai có nhu cầu gì và lựa chọn những cái xe nào nó cho nó phù hợp. À, vâng, như các bạn thể thấy đây là đằng sau của chiếc xe tải Terra 345L phiên bản thùng lực. Thì đây là cái phiên bản thùng của nhà máy. Và nhà máy Dehan thì đóng thùng hay là đóng xe nó đều cái thân vỏ của nó cực kỳ chắc chắn rồi. Đó, những cái phần bừng như này rất là nặng nhá, rất dày nặng. Thì ở bên vách thì nó có những cái phần ngang dày như thế này thì giúp các bạn là có thể dán những cái logo của xe, logo của công ty. Đó. Thì về phần thùng thì về phần thùng lửng thì cũng không có gì để nói nhiều ngoài cái phần bừng, này cao 55 phân. Và sàn của nhà máy, sàn của chiếc xe này nó rơi khoảng tầm là 2,2 ly. Đó, 2,2 ly thì cũng đã là cái độ dày là khá dày rồi. Tiếp đến về phần thùng kín pallet, về phần thùng muối bạc và thùng kín thì tôi đã có rất nhiều video tôi quay ở trong thùng cho các bạn xem rồi. Thì tôi sẽ không nói nhiều nữa và tôi chuyên sâu vào cái thùng kín pallet này. Đó, như các bạn có thể thấy là phiên bản thùng kín pallet của Tây Đô chúng tôi đóng. Đó. Nhìn những cái vách như này, những cái cánh cửa như này là đều là 3 lớp. Tất cả cái thùng này đều là 3 lớp hết. Và bên trong là có xốp nha các bạn. Đó. À, tôi xin thông báo qua về kích thước thùng của chiếc xe tải Terra 345L phiên bản thùng kín pallet này.
thì là kích thước thùng là dài là 6m38, cao là 2m rưỡi và rộng là 1m98 đó, và nó được bọc là 3 lớp rồi. Ba lớp thì ngoài là inox, bên trong là xốp, full, và bên ngoài là tôn. Bên trong đây thì chúng ta bọc tôn là hợp lý rồi, tiết kiệm được chi phí. Đó, về sàn cũng dày hơn, chiếc thùng kín 3 lét này sàn của nó lên đến là 2,5 ly rồi. Thì những cái ai mà phù hợp với cái phiên bản thùng kín 3 lét này thì là thường là những anh em mà chở ở trong công ty này. Đó, những công ty thì đều biết là những cái thùng mà càng nhiều khối thì chúng ta sẽ ăn cước được càng nhiều. Ví dụ như cái thùng 32 khối này sẽ ăn. Đây, nó có đèn thùng hết rồi đây. Và đó là tất cả 4 phiên bản thùng của chiếc xe tải Terra 35L. Đấy, thì các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với số hotline tôi để bên dưới góc màn hình. Và nếu ai đang xem những cái video này thì đừng quên bỏ lại một like cũng như là một đăng ký kênh để chúng tôi có động lực để ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.